Nguyên liệu chính để dệt chiếu là cây lát, bố sợi và phẩm màu. Lát tươi mua về thì chẻ mỗi cọng làm ba, rồi đem phơi hai nắng cho cọng lát khô, xe nhỏ lại và có màu trắng xanh. Nếu làm chiếu màu thì đem lát đi nhuộm với ba màu chính là đỏ, vàng và xanh kết. Với một cái bàn để quay bố thành sợi trân, dàn khung, cây ruồng dập lát để dệt chiếu bằng phương pháp thủ công truyền thống cần có hai người, một ngồi dưới dùng cây ruồng tròn có chiều dài theo khổ chiếu, cặp từng cọng lát đưa vào khung trân và một người ngồi để dập cho những cọng lát thật sát vào nhau. Sợi chiếu vào khung được bỏ một thắt một. Sau khi hoàn thành sẽ thắt dây đay lại và cắt bìa, đem chiếu phơi khoảng 2 giờ. Trong số đó, chỉ duy nhất gia đình bà Phạm Thị Kim Oanh, 60 tuổi, ở khu phố Lương Minh Chánh, xã Long Định, giữ lại dàn dệt chiếu truyền thống. Bà Kim Oanh chia sẻ, trải qua nhiều thế hệ, đến nay, dù đã trang bị máy dệt, nhưng phần lớn sản phẩm chiếu bán ra, gia đình vẫn dệt bằng phương pháp thủ công vì muốn giữ lại nét truyền thống của nghề. Cái nghề đã nuôi sống gia đình tôi hàng chục năm qua, đồng thời dòng sản phẩm nguyên thủy này vẫn có nhiều người đặt mua. Bà Kim Oanh tự hào nói với chúng tôi, con cháu bà dù đang đi học hay đang làm một công việc khác nhưng ai nấy đều biết nghề dệt chiếu truyền thống của gia đình. Ông Trần Văn Thuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Định cho biết, mặc dù tỉnh Tiền Giang đã đầu tư, hỗ trợ máy, khung dệt, tiền, dạy nghề, nhưng làng nghề vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu nhà xưởng, nguyên liệu liên tục tăng giá trong khi giá chiếu không tăng nên người dân làng nghề có thu nhập thấp, bình quân 28 đến 30 triệu đồng trên năm.